Quý vị khán giả thân mến, cảm ơn quý vị đã quay trở lại với hành trình tuần biên khám phá hai miền hàng rào biên giới Việt Trung. Ngày hôm nay thì Nếm vẫn đang ở Lạng Sơn và bắt đầu từ cửa khẩu Chi Ma thì con đường tuần biên nó sẽ không được đẹp và thẳng tắp giống như là khi mà chúng ta chạy từ đó lên trên Móng Cái, bởi vì là từ Chi Ma mà lên trên Móng Cái thì chúng ta có thể là chạy sát biên giới, sát cột mốc bằng tuyến đường bộ. Tuy nhiên bắt đầu từ cửa khẩu Chi Ma trở đi, dịch sang phía Tây Bắc thì cái do địa hình phức tạp nên nhà nước ta vẫn chưa thể làm được những cái con đường tuần biên tới tận các cột mốc. Vì vậy ngày hôm nay thì mình sẽ phải tụt xuống dưới đường quốc lộ và đưa quý vị khán giả tới với một địa danh du lịch nổi tiếng nhất của tỉnh Lạng Sơn, đó chính là Mẫu Sơn. Và con đường lên trên Mẫu Sơn này thì bao nhiêu năm vẫn như vậy, nó vẫn kiểu nhỏ nhỏ như thế này để mà hai chiếc xe tầm khoảng 29-30 chỗ ngồi tránh nhau thì khá là khó. Vì vậy là xin quý vị khán giả hãy chạy chậm một chút. Ây chà, anh trai biển 12 chắc là kiểu quen đường nên chạy khá là nhanh. Quay trở lại đấy, nó khá là giống với cái đường Tam Đảo cách đây rất rất nhiều năm. Và khó, nếu mà cái hạ tầng như thế này thì khó có thể để phát triển được. Tuy nhiên đây cũng là một cái nơi du lịch mà được người Pháp đặt chân lên trên này và chọn cái vị trí đấy làm nơi nghỉ dưỡng, nên Nếm rất là mong muốn là chia sẻ video này để cho những ai mà chưa từng tới Mẫu Sơn có thể biết thêm thông tin, và biết đâu sau này quý vị khán giả mà có đi tuần biên giống như Nếm thì sẽ chọn Mẫu Sơn làm nơi nghỉ chân vào buổi tối nhá. Và thời tiết ở trên đó thì chắc chắn là sẽ lạnh hơn ở dưới xuôi rất là nhiều. Nếu như quý vị nào mà đã từng nghe đến cái cụm từ là gió mùa đông bắc thì phải biết được rằng là khi mà gió mùa đông bắc ấy nó hất từ bên phía Trung Quốc trở xuống thì nơi đầu tiên mà hứng chịu cái đợt gió đầu tiên thường sẽ là đỉnh Mẫu Sơn. Vì vậy có nhiều người ví von đây là cái nơi mà lạnh nhất của Việt Nam. Từ đường quốc lộ ở phía bên dưới kia mà lên trên đỉnh Mẫu Sơn thì chúng ta sẽ trải qua quãng đường tầm khoảng 14 cây số. Tuy nhiên là Nếm thấy bắt đầu từ cái đoạn này thì con đường cũng đã được rộng rãi hơn rồi đấy. Mình thấy là cái biển chỉ dẫn là cách Mẫu Sơn 9 cây số nữa. Trên đó thì đầy đủ các dịch vụ như là nghỉ ngơi hay là ăn uống. Nhưng mà theo đánh giá của mình thì cái cơ sở hạ tầng đấy nó không được tốt cho lắm, bởi vì nó cũng đã xuống cấp rồi. Nghe đâu đó thì cũng đã có những cái tập đoàn lớn vào đây để chuẩn bị đầu tư cho Mẫu Sơn, nhưng mà trải qua rất nhiều năm thì nó vẫn nằm bất động. Hy vọng là đỉnh Mẫu Sơn sẽ sớm được hồi sinh để đón những cái lượng khách trong nước tới để nghỉ dưỡng và giúp tăng cho ngân sách của tỉnh về cái ngành du lịch. Đây, đường trên này thì cũng ok này, đường bắt đầu từ đây trở lên thì chúng ta có thể là tránh hai xe dễ dàng. Khu vực Mẫu Sơn này thì quý vị khán giả có thể thấy là có rất nhiều những cái quả đồi chọc kiểu như kia, trước mặt của chúng ta kia là nguyên một cái đám đồi chọc như thế. Không phải là vì người dân không thể không muốn trồng những cái loại cây lấy gỗ ở đó, nhưng mà do cái địa hình quá dốc và có quá nhiều gió nên nó sẽ khiến cho những cái cây mà lấy gỗ không thể nào mà trụ được và chỉ còn lại cái cỏ sơ xác ở phía bên trên kia thôi. Mọi người thấy không? Đấy, những cái nơi nào mà quý vị khán giả mà thấy những cái đồi chọc như thế này thì nó khá là khó khăn về vấn đề thời tiết. Chỉ có phía bên dưới này người ta mới trồng ít thông đây này. Đấy, đây rồi. Cảm ơn anh tài xế đã chủ động nhường xe. Đi trên này thì chúng ta phải biết nhường nhịn nhau một chút mọi người nhé. Và theo như cách đây tầm có vài năm mình có lên trên này giao lưu thì mình đã thấy là trên này đa phần là bà con người Dao đỏ mọi người nhé. Nhưng mà nhà cửa của bà con ở trên này không giống với cả những bà con người Dao ở vùng Tây Bắc, mà bà con đã xây sửa hết rồi, rất là đẹp, chứ không phải là nhà gỗ nữa. Trên đỉnh Mẫu Sơn kia thì chúng ta sẽ thấy có một trạm phát thanh truyền hình của nhà nước. Và chính bởi vì cái trạm phát thanh truyền hình này mà nhiều người tới với cả Mẫu Sơn hoặc là người con ở Lạng Sơn này thường nhầm lẫn với các tỉnh khác. Có một số video mà mình quay về đỉnh phía Bắc của tỉnh Cao Bằng có cái cột phát thanh truyền hình tương tự thì người dân Mẫu Sơn cứ tưởng nhầm đấy là đỉnh Mẫu Sơn. Nhưng mà xin thưa với vị khán giả, đó là những cái đỉnh núi cao của Việt Nam thì đều được đặt trạm phát thanh truyền hình hết. Ví dụ như là Tam Đảo, Phía Bắc, Mẫu Sơn và rất rất nhiều địa điểm khác nữa. Nên là mọi người tránh nhầm lẫn nhé. Là một người mà hay chạy xe đường dài thì mình thấy là cái con đường trên Mẫu Sơn này
chúng ta phải nên đi đều ga. Tuy nhiên được thì qua những cái khúc cua như thế này thì chúng ta nên bấm còi một chút để cho những người đi đối diện họ tránh bị giật mình hoặc là lấn làn dẫn đến tình trạng va chạm. Từ đây chúng ta sẽ rẽ phải nhé. Có rất nhiều những cái con đường quanh co quanh cái đỉnh Mẫu Sơn này, nhưng mà trong cái tập khác thì mình sẽ đưa quý vị khán giả trải nghiệm sau. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ phải lên trên đỉnh sớm, không thì trời nó sẽ tắt nắng. Đấy. Đấy. Như bác này thì bác ấy cũng bấm còi nhưng mà quá muộn rồi, đã vào cua rồi. Nên tốt nhất là mọi người lên trên này thì nên giữ làn một chút. Cái đoạn này thì mình thấy là cũng không quá dốc và cao đâu. Như nhiều khi mình đi lên trên phiêu up thì cái máy nó sẽ phải gồng rất là lớn thì mới có thể là vượt qua được. Khung cảnh hoàng hôn ở trên đỉnh Mẫu Sơn rất là tuyệt, bởi vì xa xa kia mọi người thấy là núi non trùng điệp luôn, quá đẹp luôn. Nhưng mà trên này nắng tắt rất là sớm, bây giờ mới chỉ có hơn 4 giờ thôi mà chúng ta đã thấy là mặt trời xuống núi rồi. Mình thấy có hai em nhỏ đang đi học về kia. Chào bé. Chào con. Bé ơi, con đi học về à? Ô kìa, sao chú hỏi không trả lời đấy? Cho chú hỏi thăm một tí, chú hỏi thăm tường một tí được không? Con ơi, ở trên đây mình đang đi học về à? Nhưng mà con là học trường bán chú đúng không? Là trường 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 gì nhỉ? Trường dưới kia là trường gì, tên là gì nhỉ? Phổ thông dân tộc bán chú. Thế thì con là người dân tộc gì? Cháu là người dân tộc Dao ạ. Dao? À, tức là ở trên này đều là dao đỏ hết à? Hay là dao gì? Không biết. À, không biết đấy. Biết à, người Dao đi về gọi có phải là đi dần teo à? Đi, con cứ đi, chú đấy. Ngày nào cũng đi học, đi bộ này xuống nhá, trường á? Không, sáng đi xe. À, sáng đi xe. Xong là tối là tự khắc đi về thế à? Nhưng mà cái gì nhỉ? Từ trường đến nhà đến trường là bao nhiêu xa? 7 cây số. Mà con đi ngược thế này con sẽ mất khoảng bao nhiêu lâu thì con về đến nơi được? Không biết. Không biết cứ đi thôi à? Nhưng mà chú công nhận là con đi rất là nhanh đấy. Bởi vì nãy giờ chú đi còn đi xe ô tô mà thấy còn đi chậm hơn cả con. Mùa này ở trên này có cái gì để du lịch không? Khách du lịch người ta đến đấy nhiều không? Không nhiều à? Đây là hai chị em đấy à? Ừ. Chị em cùng nhà luôn à? Ừ. Ồ, tức là học cùng trường luôn. Ừ. À, thế là con chắc là con cấp 2. Còn em là cấp 1. Cũng là cấp 2, học lớp 6. Học lớp 6, còn con chắc là lớp 8. Con lớp 9. 9 à? À, hay nhỉ? Thế là mình cứ đi bộ này khác đi bộ về thế. Nhưng mà cái hôm nào mà trời lạnh chắc là đi khó lắm nhỉ? Hôm nào trời lạnh thì bố lại đến đón. À, trên này trời lạnh thì người ta có cho nghỉ học không? Tại dưới chỗ chú là cứ dưới 8 độ, à dưới 10 độ thì là tiểu học được nghỉ ấy. Ôi. Ra là thế. Có phải đi bắt đầu từ đến kia là mình rẽ sang phải là xuống cái chỗ cá hồi đúng không? Đến cái ngã ba kia mình rẽ phải là đường cá hồi à? Cái nhà cá hồi đấy. Nên nếu mà đi chạy thẳng có đến được Ủy ban Nhân dân xã không? Không. À, phải dưới kia. Thế chú lại cứ tưởng đường đi trên này. Sao có mỗi hai chị em ở trên kia người ta không xuống đây học à? Có nhưng mà học một buổi. À, có mỗi con học cả ngày thế à? Hay nhỉ. bé, chú cho con cái kẹo này, con cầm đi. Con cầm đi. Ở trên đồng bào vùng cao này thì các bạn nhỏ khi mà đi học hay là trở về nhà thì cũng đều đi bộ ở trên này. Cái khung cảnh này thì mình cũng rất là quen ở trên vùng Hà Giang hay là Lào Cai rồi. Ngày nào cũng đi 7 cây số nha. Khỏe thật đấy. Con hai chị con tên là gì? Em gái à, cháu gái. Con tên là gì? Có tên giống tên ở dưới xuôi không? Không. À, tên là gì? Ví dụ như chú thấy ở trên kia là có những bạn nhỏ hay kiểu tên kiểu mẩy ấy. Thì con tên là gì? Con tên là Hoan. Hoan á? Ừ. À, Triệu à? Họ Triệu hay họ gì? Họ Đặng. Chú họ Đặng này.
Thật mà, chú họ Đặng là chú là Đặng Thanh Tùng. Thế thế là đúng rồi, bởi vì là người Dao thì cũng rất nhiều người họ Triệu, họ Đặng này, rồi nhiều lắm, nhiều lắm. Thế là nhiều khi mà mình nói chuyện với bà con mà mình nói là mình họ Đặng thì mọi người cũng nghĩ là mình là người Dao luôn. Bắt đầu đi từ đây thì có một cái đường là lên núi Phật Chỉ 1 cây số và rẽ trái là đi Mẫu Sơn. Thì Phật Chỉ thế xe của chú có đi được không? Không biết. À, cái chỗ đấy là người ta đến đấy để làm gì? Du lịch à? À, à. Nói chung là khu du lịch Mẫu Sơn này thì như quý vị khán giả có thể thấy là rất là nguyên sơ. Cây cối đều là cây nguyên sinh hết, nên là trên này không khí và độ ẩm rất là mát, mát mẻ. À, thôi chắc là nhà nhà con ở còn bao xa nữa thì tới nơi? Còn khoảng 3 km nữa. 3 cây số nữa. Ôi, trên đường lên trên đỉnh à? À, dễ thế à? À, thế chú có khi là chú phải quay lại chú lấy xe, bắt xe chú ở xa quá. Hai hai chị em nhá, đi đi nhá. À, chào chào con nhá. Bye bye. À, chào chào con. Dần peo nhá. Đấy, mọi người thấy không? Hai chị em cùng nhau là đi bộ về nhà. Rồi, bây giờ mình phải quay trở lại lấy xe bởi vì cái xe của mình mãi tiết ở dưới kia. Có những người ví von là biển sẽ mênh mang, còn núi thì sẽ trầm lắng, công nhận. Bởi vì khi mà chúng ta đứng ở đây này, chúng ta nhìn xa xa những cái dãy núi, nó cứ tĩnh lặng và nó hùng vĩ. Nó cũng hơi buồn nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể có một cái khoảng lắng ấy, để có thể là suy ngẫm hay là nghỉ ngơi. Còn thay vì là ra biển thì chúng ta sẽ thấy cái sự ồn ào của sóng biển. À, đẹp quá, mình phải đi nhanh thôi, không là mặt trời sắp xuống núi rồi. Và bắt đầu từ cái đoạn kia kìa, chúng ta sẽ thấy là có cả những cái khu camping, khu dã ngoại. Và cuối tuần nữa, phải cuối tuần thì những cái khu du lịch trên này mới đón được các lượng khách từ khắp nơi đổ về. Và thậm chí là ngay ở trong thành phố Lạng Sơn thì họ cũng chọn ở đây để làm nơi nghỉ ngơi cuối tuần. À, vừa nãy mình đo trên đường đi cái khúc này mới tầm khoảng 900m so với mực nước biển. Không biết lên trên đỉnh là khoảng bao nhiêu. Đây, để xem thử nhé, tí nữa lên trên kia đo một lần nữa. Đấy, đi bộ xa quá, 900m, đấy 900m. Biết thế vừa nãy lấy xe chở hai bạn nhỏ đi về luôn cho nó khỏe. Mặt trời ở đây xuống núi rất là nhanh nên chỉ trong vòng 15 phút thôi mà mình thấy là ánh sáng đã thay đổi hẳn rồi. Bắt đầu từ đây thì chúng ta sẽ thấy những cái nhà nghỉ, nhà hàng. Tuy nhiên là đúng như vừa nãy mình có nói ấy, nó cũng xuống cấp và hơi cũ kỹ một chút nên đa phần thì người ta sẽ lên đây để ăn uống. Và sau đó thì mình rẽ đường nào đây nhỉ? Đây bên này này mọi người thấy không? Nó hoang sơ, hoang vu thì đúng hơn, dùng từ hoang vu thì đúng hơn. Bởi vì không có khách và dự án thì cũng đã vẽ ra rồi. Phí thật đấy. Trên này thì nhiệt độ bắt đầu xuống rất là sâu rồi đấy. Mình cảm giác như là thấp hơn ở dưới kia tầm khoảng 4 đến 5 độ. Đây, tất cả những nhà nghỉ đây đều rất là cũ rồi. Nó lại còn nằm cách xa nhau nữa. Như ở từ dưới chân lên thì sẽ rải rác. Cứ tầm khoảng vài trăm mét thì mới có một cái nhà nghỉ. Và mình nhớ không nhầm thì ở trên đỉnh còn có cái nhà 5 gian, 7 gian, 9 gian. Tại đây thì chúng ta đang thấy là có rất nhiều những cái nền móng cũ. Nó sẽ không được may mắn giống như những cái căn nhà mà còn tồn tại đến bây giờ. Bây giờ nó chỉ còn lại những cái phế tích như thế này thôi. Thật là đáng tiếc. Rất là đáng tiếc luôn. Không khí lạnh bao trùm cả cái vùng núi này. Make up chưa? Make up chưa? Ơi, chào các em nhá. Hôm nay ngày gì mà lên trên này nướng gà vậy? Anh ngửi thấy à, người chơi à? Nhân chín lát nữa mọi người sẽ xuống núi đúng không? À, nhưng mà mấy đứa là ở dưới đâu? Dưới Lộc Bình à? Trên này lạnh nhỉ? Có, anh đang quay thấy. lên YouTube. Cảm ơn em nhá. Rồi, hôm nay lạnh rồi đấy. Thời tiết ở trên này chắc là bây giờ chênh ở dưới kia tầm khoảng 5 độ rồi em nhỉ? Vâng. Đẹp lắm mọi người, mọi người nhìn này.
Đây là cái khung cảnh hoàng hôn đây này, quá đẹp luôn. Chúng ta đang thấy là cái con đường nó uốn éo gấp khúc từ dưới lên trên và trải dài tầm 14 cây số để cho những ai mà thích đổ đèo trải nghiệm được. Các em đang nướng cái gì mà nó anh thấy nó mùi khen khét rồi đấy. Gà bóng đêm hay là ban ngày đấy? Gà xong là thành bóng đêm rồi. Ui ôi, bây giờ là chuẩn bị về đúng không? Anh hơi lạnh đấy. Thôi vất cái gà đi. Ôi. Mọi người thấy không? Đây là cái cột truyền hình mà vừa nãy chúng ta nhìn ở dưới kia, nhưng bây giờ lên trên này thì nó mất tích rồi. Ở dưới chân. Còn một cột đằng sau đúng không? Đây là cột BTS thôi, còn một cột phát thanh truyền hình ở phía bên sau. Nhưng mà bây giờ thì gần như là không thấy nữa rồi. Trên này thì vẫn có rất nhiều những cái phế tích ở dưới kia. Em định làm gì ấy? Em nhảy à? Đúng rồi. Em nhảy tắt để nhảy cho nóng người à? Nhảy đi. Nổi nhạc lên em. Nào. Hôm nay cũng nổi rồi. Ôi giời ơi. Quay tiền. Ngại. Anh cứ tưởng nhảy đấy hay là nhảy tóp tóp à em? Nhảy để quay lát nó quay về. Anh bảo này. Anh có một ý tưởng. Anh nghĩ là mình nên xoay cái điện thoại này vào trong rồi xong em nhảy nó sẽ nhiều view hơn. Đấy kiểu thế. Ôi giời rét quá. Đây các bạn ấy mặc áo lạnh như thế này mà mình mặc mỗi cái áo ngắn tay này. Wow, xinh đấy nhở? Xinh không em? Đau quá. Em biết anh kinh nhỏ không em? Có biết à? Cảm ơn em nhá. Thật ra các bạn không biết đâu, các bạn nhìn ô tô. Cái này nó lên. Anh, cái nào lên? Cái này. À, cái này lên à? Vâng. Chắc là mấy hôm nữa anh lên. Tại anh tí mấy nữa anh sang Trung Quốc anh chơi. Wow. Anh vừa mới chạy từ bên Bình Liêu sang. Bình Liêu, Quảng Ninh. Anh đang đi chạy đường ven đường biên giới. Ừ, rét quá. có khi chào các bạn nhá. Hôm nay anh sẽ ngủ ở đây. Tạm biệt mọi người nhá. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhá. Bây giờ là mình lên trên đây. Ngoài em, các em bay lượn nhá. Bay lượn à? À, mưa lượn á? À, bên kia là bay lượn, bên này là mưa lượn à? Nhưng mà bên Tày, bên Cao Bằng là bay lượn đấy. Là về nhà đấy. Nhá. Bye bye em. Chào các em. Đây, sau bao nhiêu năm quay lại thì mình thấy là cái khung cảnh ở trên đỉnh Mẫu Sơn này vẫn như ngày nào mà mình mới đặt chân. Ví dụ như là những cái nhà hàng hay là nhà nghỉ ở đây chỉ có một cái điều thay đổi, đó là nó hơi cũ so với ngày xưa. Hy vọng là sắp tới thì cái khu này nó sẽ được thay đổi, lột xác để trở thành một cái khu du lịch hút khách. Bởi vì dù sao thì cái thời tiết ở trên này cũng rất là dễ chịu. Đây là cái nhà nghỉ chín gian này, là cái nhà nghỉ mà nhiều phòng và quy mô nhất tại đây. Tuy nhiên là bây giờ thì cũng hơi vắng khách. Quanh đây thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những cái hàng quán, người ta bán trứng nướng hay là đồ lưu niệm, rượu này, rồi cháu cay một tí nhá cô nhá. Đây, cô đây thì cô đang hái những quả chanh rừng. Loại chanh để làm mứt. Vâng, để làm mứt hoặc là cái để ngậm ho đúng không cô? Đây này. Đặc sản Mẫu Sơn. Đây là chuối hột này. Đây là quả dứa rừng đây này. Hay còn gọi là dứa ông. Cái này thì rất là tốt cho cái loại tiểu. Vâng đúng rồi. Còn đây cũng là một loại thuốc quý, đó là lan kim tuyến. Đây là lan kim tuyến. Lan kim tuyến ở đây thì bà con cũng ngâm rượu luôn. Và rượu đây chắc là rượu đặc sản Mẫu Sơn. Ô cháu thấy có cả đây 7 lá một hoa luôn này đây à? Cái lá 7 lá một hoa. Ô 7 lá một hoa có luôn này. Đây là gừng đen phải không ạ? Gừng đỏ thế ạ. À, rất nhiều những loại dược liệu. Ô, cháu thấy có cả đông trùng hạ thảo luôn à? Đông trùng hạ thảo dưới này. Ồ, bây giờ họ trồng luôn ở đây ạ. Khí hậu trên đây rất là mát mẻ. Để mình đo tại cái thời điểm này thì xem là bao nhiêu nhá. Độ cao xem nào. Bây giờ là 1371, không quá cao nhưng rất lạnh. Quanh năm nó mát mẻ như thế này. Sương mù bao phủ. Các em chưa về à? Quay rửa bát luôn à? À đây chanh rừng đúng không? Vừa nãy. Đây là lá kim tuyến này. Đúng rồi. Tao biết. Đây chanh rừng đây.
Cây rừng bây giờ thì bà con đã trưng lên rồi để ngậm ho. Đúng rồi, đây đang làm. Vâng. Trên này thì thời tiết khá là lạnh nên khách nào lên trên này cũng ho, nên là bà con sáng tạo là cái món này luôn để du khách chữa ho luôn. Đây là mình trưng với đường gì đấy ạ? Đây là đường phèn với cả mật ong. Đường phèn với mật ong, thật là thơm thế. Vâng. Thơm không? Thơm thơm ạ. Mình ăn vừa ngon. Vâng. Có cả chút muối nữa để nó sạch họng mình ấy. Vâng. Cái mùa này chị mới làm hả chị? Bây giờ cuối mùa rồi đấy em ạ. Hết chanh rồi đấy. Này mình thu mua của bà con à? Thu mua của bà con người giao ở trên này. À, còn chị làm người Tây đó. Chị người Tây. Vâng. Giao thì nông sản thôi, họ có vâng. Lấy được thì lấy lên đây để gọi là đổi mua mắm muối. Vâng vâng. Người giao thì họ cũng hay rất là đi rừng nên họ tìm được những cái loại dược liệu quý. Đấy như kim tuyến này. Vâng, kim tuyến đấy. Kim tuyến cũng rất là đắt đỏ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thử cái món chanh rừng trưng với cả mật ong với cả đường này. Cái này thì mình cứ ăn luôn hả chị? Cái này ăn luôn được không? Cái này bán bao tiền lọ hả chị? Cái này chị bán thành cân với bạn, một cân 400. Lấy một lọ mua khoảng vài lạng, 5 lạng cái này. Em thấy nó giống như mứt ấy nhỉ? Thì đấy, chị đang ra này làm thành mứt để mọi người đi xa người ta cầm đi dễ, vận chuyển dễ. 400 một cân? Ừ. Thế một lọ chị đóng bao nhiêu cân? Một tùy thôi, lấy 1 2 lạng được, 3 lạng cũng được. Một lọ thường là lọ nhỏ nhỡ của chị kia là 5 lạng một lọ. À, cho nửa cân. Nửa cân là 200. Vâng vâng. Ăn rất là ngon mọi người. Tiền với mọi người ra vừa mua. Vâng, ngon ngon. Công nhận là chị đã làm cái món này được bao lâu mà em thấy là nó rất là hợp vị. Lâu đúng không? Mọi người lên đây nhớ ủng hộ bà con trên này nhá. Bây giờ mình đã có thêm được tầm khoảng 6 subscriber ở đây. Đây là cách mà mình sẽ review về Mỗ Sơn. Bởi vì thực ra thì trời tối rất là nhanh luôn, do cái lượng mây mù nó xuống sâu, nó bao phủ và che mất ánh nắng của mặt trời. Tại đây thì buổi tối gần như là vắng tanh vắng ngắt, bởi vì là không khí khá là lạnh. Chính bà con bán hàng ở đây thì cũng về dưới kia, chỉ lâu lâu sẽ có đoàn du khách xuống dưới này thôi. Đây, như mọi người thấy là bây giờ chỉ có mỗi mình ở đây thôi, mù mịt hết rồi. Hơi tiếc cho Mỗ Sơn, quá tiếc luôn. Thì mình sẽ chọn một cái phương án nào để lưu trú lại đêm nay, chứ không là như thế này thì cũng kiểu hơi mất phương hướng, và mình đi một mình mà ngủ ở trên này thì cũng hơi sợ. Thôi tìm cách thôi. Buổi đêm trên này đáng sợ quá. Xin lỗi nhưng mà đây là cái cảm xúc của mình thôi, chứ là bà con ở đây thì quen rồi mọi người nhá. Mọi người nhớ là bà con là quen rồi. Còn ở mình thì khác, mình là vào vai một khách du lịch. Nếu như mà hôm nay mà có đi cùng với cả bạn bè thì mình sẽ ngủ lại luôn. Chứ mọi người thấy cái màn sương mù này nó dày đặc như thế này thì mình cũng không thể nào làm cái gì hơn được. Và đi một mình như thế này thì rất là khó để chuẩn bị đồ ăn thức uống, bởi vì nhà hàng đây thì họ sẽ bán theo những cái set lớn. Cho mọi người đi một vòng quanh khu nghỉ dưỡng Mỗ Sơn này nhé. Hàng quán ở đây thì đã được dựng như thế này rồi, có lẽ là để phục vụ bán hàng thôi. Chứ còn ôi giời, mình mất phương hướng luôn rồi đấy. Đường này thì đường đi đâu đây? Đấy mọi người nhìn xem này. Nói chung mọi thứ rất là hoang tàn đổ nát. Có những cái căn nhà bây giờ đã phải quây tôn lại rồi để tránh cho các du khách vào, tránh tình trạng mà những cái vật liệu hoặc là những cái xà nhà mái ngói nó rơi vào đầu du khách, nên là người ta đã quây lại rồi. Ui ôi, mình chả nhìn cái gì luôn ở đây. Đây, có một anh đứng ở đây nữa. Wow. Mọi thứ ẩn hiện trong cái lớp sương mù này. Đây, như mọi người thấy không? Cái nhà nghỉ này. Wow. Cái cửa kính của nó còn cỡ nữa. Không thể tránh được bởi vì gió trên này rất là mạnh luôn.
gió rất là mạnh và nó sẽ sẵn sàng là thổi bay tất cả những cái vật liệu hay là những cái cửa mà có thể là gọi là cứng cáp nhất đi, vẫn có thể bị thổi bay. Đây, căn nhà này, căn nhà bảy gian đây này, rất là hoang vu. Mình sẽ không ở đây đâu. Trong cái hành trình này thì có những gì thú vị ở trên đường đi thì chắc chắn là mình sẽ phải review hết để cho quý vị khán giả có một cái cuốn cẩm nang trước khi mà đi du lịch đường biên giới. Nếu như quý vị khán giả mà muốn có ý định ngủ lại quanh quanh đây thì phải đi đông đông một chút. Đây, mình sẽ phải đi vào cái đường nào để xuống được cơ. Đường ấy rất là quanh co. Heo hút. Thử thách của mình ngày hôm nay đó là phải xuống núi trong tình trạng sương mù như thế này. Mình thì có rất nhiều những đèn trợ sáng, nhưng mà đèn trợ sáng màu trắng như thế này thì sẽ khiến cho mình phải chói mắt. Còn đâu đèn vàng như thế này thì mình lại mới hỏng mất một chiếc. Thế mới đau. Thôi cứ lò dò xuống núi dần dần thôi. Đây, bên này cũng có rất nhiều những cái nhà nghỉ, nhưng mà bây giờ thì nó cũng bỏ hoang hết rồi. Đi về anh. Vâng. Đấy, đây là một anh đi thu mua đào. Anh cũng sống ở cái vùng đất Mẫu Sơn này rất nhiều năm rồi, nhưng mà anh cũng không thể chịu được cái cảm giác cô đơn, cô quạnh ở trên này. Ôi. Mình sẽ soi đèn cho anh như thế này, hơi chói này. Bây giờ thì chắc là mình chả gặp ai ở trên đường đâu. Tối như này mà gặp trên đường chắc mình cũng sợ hết linh hồn luôn. Nên có lẽ là Nến sẽ kết thúc tạm video ở đây đi. Nếu như ngày mai mà có cái gì hấp dẫn, lý thú thì Nến sẽ quay tiếp cho mọi người nhé. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.